sẽ quay clip nhà trò của ba mình. Mời các bạn theo dõi xem. Mình tên là Nguyễn Thúy Kiều Duyên. Mình 10 tuổi. Mình sắp học lớp 5. Mình tên Nhân. Nhân Nhân. Sắp mấy? Dạ 1 tuổi. Thầy chùa. Xin chào bạn. Con mời xin chào các bạn, mình là tên Nguyễn Thúy Kiều Trinh. Mình sắp lên lớp 3. Mình sắp lên lớp 3. Và mình 9 tuổi. Không, và mình 8 tuổi. Tuổi. Quá nắng à? Biết ai không? Hả? Biết ai không? Không biết. Không biết em đô. Hả? Em đô. Em đô. Ừ. Vô đây trai đây. Bé biết không? Ừ. À, con đô này.
Em đồ mới về hả? Dạ, chị mẹ mới đâu? Về chơi. Chị mẹ đi ở dưới con á. Con bây giờ con chim mèo. Nắng quá ngủ không được em. Mình tưởng là còn cũng đông. À. Đâu có nhớ đâu. À không nhớ, vô nhiều rồi đó chứ. Có nhớ người này người kia. À. Người là người. Ôi má. À, con heo đi. Con heo nuôi trong rừng này mà. Quá. Nó ăn cục chuối không à? Ăn chuối không à? Nó ăn cái này cái kia thấy đuối của ngon đó, nó mới mập. Ừ. Ăn của ngon mới mập chứ ăn của đó sao mập vậy? Ăn cục chuối không. Ừ. Ăn suốt ngày thôi. À sao nhìn là. Nó sợ con chó. Ui sợ con chó. Nắng quá rồi, chuẩn bị vô mùa nắng nè. Đúng rồi, nó ở dưới lằn hả, nó qua trên này làm tròn, làm tròi, làm tại xong rồi không biết. Ừ, đang làm tròi. Chưa xong, gồng xong rồi. Đang làm bữa nữa. Cứ cái cây sữa măng rồi mấy cục cây là cầu quá. Hào nào với anh. Về.